Em Quang Vững xin kính chào quý bác. Hôm nay xin giới thiệu với quý bác hai chiếc đồng hồ được sưu tầm nguyên chiếc từ đế quốc Mỹ về. Nó được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1960-1970 quý bác. Mang thương hiệu nổi tiếng Colonia, tên của một nữ hoàng rất là nổi tiếng khi xưa ở châu Âu, mang giọng ca rất là hay và cực kỳ tuyệt vời. Vì thế thương hiệu đồng hồ này cũng mang tên thương hiệu của nữ hoàng này, rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Hai chiếc đồng hồ được sưu tầm nguyên chiếc, vì thế các nghệ nhân Mỹ đã làm nên chiếc đồng hồ vỏ đồng hồ cực kỳ sang trọng và cực kỳ phái, được vận chuyển từ đất nước Mỹ về thưa các bác. Mặc dù bác thấy được ra đời sản xuất vào những năm 1960-1970 nhưng mà thấy tình trạng còn rất là đẹp, và tình trạng em nhìn đây còn đẹp gần như mới luôn. Thì xin được giới thiệu luôn, thì hai chiếc em mới về này thì bác biết là hiện tại em còn vẫn có rất là nhiều loại đồng hồ khác. Nhưng mà hôm nay hai chiếc đồng hồ này về thì cho âm thanh rất là hay. Nó có 12 côn, 12 búa, mang bộ máy Ajika, ba lồng tiền, rất là bền và cho âm thanh rất là hay. Chiếc đầu tiên em để cái mã là 2039. Nó có kích thước chiều cao là 2m15, chiều ngang chiều rộng nhất là 66cm. Nó được làm một gỗ sồi trăm năm ở châu Âu bác nhé. Và bác đừng nhầm tưởng sang cái gỗ tần bì ở Việt Nam mà thợ mộc hay gọi là gỗ sồi, thứ đó nó không phải gỗ sồi đâu. Rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Như đây, đấy, bên trên cái dáng đục theo dáng acoustic, khi mà ba mặt kiếng rất là đẹp, khi mà kê vào chỗ nhà của bác cực kỳ sang trọng và cực kỳ phái. Đối với những chiếc đồng hồ vỏ tây có thấy cực kỳ sạch sẽ, nhìn rất đơn giản thôi nhưng kê vào nhà rất là sang trọng và cực kỳ sạch sẽ. Hay bác bằng chứng là bác nhìn đây rất là đẹp và cực kỳ tinh tế luôn thưa các bác. Ở đây nó có nắp khóa, em mở khóa ra, bên trong mà số nổi chrome vàng. Bên trên là lịch thiên văn, ví dụ hôm nay là ngày 15 âm lịch thì trăng nó sẽ về ngày đúng ngày 15, lịch âm lịch hay gọi lịch thiên văn hay là gọi lịch phạt liên theo cái gọi của chúng ta. Thương hiệu Colonia được nằm ở đây, nhìn đúng không ạ, cái chữ Colonia nằm ở đây luôn. Có kim dây với bao quả tạo khoảng một tuần trời của bác phải liên tạo một lần. Vì đồng hồ nó có 12 côn, 12 búa, chơi ba bản nhạc, bản Wish, bản Samix, bản Webinton, và cuối cùng nó sẽ tắt chung hoàn toàn bên phía tay phải mà chúng ta nhìn vào. Bên dưới tay trái mà trên cùng chỉ là mở chung bên niềm giờ, gạt xuống bên cuối cùng chữ slide này sẽ tắt chung hoàn toàn. Đấy, thương hiệu Colonia, cái tem cũng được còn nguyên tem ở trong thùng này thưa các bác. Đó, thì bây giờ em sẽ mở cái nắp hông này ra để bác xem cái bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này. Đấy, em mở cái nắp hông này ra luôn, nắp hông này. Đây, bộ máy của nó đây, bộ máy Colonia ba lồng tiền được sản xuất tại Đức, còn vàng đẹp như mới luôn, 12 côn chơi ba bản nhạc. Mời bác thưởng âm luôn, cho đánh 30 phút. Âm rất là hay đúng không ạ? Thì ở trên cái cần gạt này, em sẽ gạt về bản Samix. Bản Samix và bản Wish thì giai điệu như nhau, nhưng cái nốt nhạc sẽ khác nhau bác nhé. 45 phút bản Samix. Và cuối cùng em xin gạt về bản truyền thống. Đấy, bản truyền thống mà sẽ là bản Westminster. Nó cho đánh một tiếng bản truyền thống. Rất là hay và cực kỳ tuyệt vời. Đấy, em sẽ soi cái bên hông này luôn, cái máy bên trong hông này luôn. Đấy, bộ máy bên nhìn này, bộ máy rất là to, bộ máy ba lồng tiền. Đấy, bộ máy ba lồng tiền mang thương hiệu Ajika, được sản xuất tại Đức, nhìn là made in Germany, sản xuất tại Đức. Cái máy rất là to, còn vàng đẹp như mới mà được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1960, nhưng mà thấy tình trạng còn rất là đẹp. Đấy, từ vỏ cho đến máy luôn. Đấy, thì bao quả tạ này thì nó có tay quay, thì đối với những chiếc đồng hồ thương hiệu Mỹ bác biết rồi, khi bao quả tạ xuống đây chúng ta dùng tay quay, chúng ta quay lên rất là nhẹ nhàng, chúng ta cắm nó vào, chúng ta quay lên
Việc quay tạ này thì trẻ em hay là phụ nữ chúng ta có thể quay được rất là nhẹ nhàng luôn, và nó giúp cho bộ máy thêm bền hơn và thêm chạy nó thêm tốt hơn, thưa các bác. Đấy, và chiếc thứ hai em xin nhắc lại, cái chiếc này em để cái mã là 2039, nó có chiều cao là 2m15, chiều ngang chỗ rộng nhất là 66cm. Đấy, nó được các nghệ nhân Mỹ được làm một gỗ sồi. Và chiếc thứ hai xin được giới thiệu với các bác là cũng mang thương hiệu Coronia, em đã giới thiệu rồi. Đó, thì nó có kích thước em để cái mã là 2038, nó có kích thước chiều cao là 2m20, chiều ngang chỗ rộng nhất là 70cm. Đó, rất là đẹp và cực kỳ tinh tế các bác. Những chiếc đồng hồ nguyên bản cũng được ra đời sản xuất vào những năm 1960 như em mà nói, mang thương hiệu Coronia, bộ máy ba lòng tè, mang thương hiệu Azica, được sản xuất tại Đức. Có thấy bên trên có cái kiểu dáng hai cánh tay ôm trên tay yêu, hay gọi là hai con thiên nga đang là ôm một cái trái tim, rất là đẹp, cái biểu tượng rất là đẹp, biểu tượng của sự tình yêu và sự hạnh phúc rất là đẹp và cực kỳ lãng mạn. Ở bên dưới là mọi thấy vân gỗ nu rất là đẹp, và bên trên cũng là vân gỗ nu. Đấy, cực kỳ tuyệt vời, cái chiếc đồng hồ này được làm một con óc chó, ngoài ra có thêm vân gỗ nu rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Ở đây thì em mở bên cho bác xem bên trong. Đây, em mở khóa ra bên trong, cũng mặt số số nổi chrome vàng, bên trên là lịch thiên văn. Đấy, 16 trang treo thì mới thể chỉnh được. Đấy, ở trong hồ này khác một tí nữa là bốn góc có bốn vị thiên thần của thời gian được gắn vào đây, được điêu khắc bốn vị thiên thần của thời gian được gắn đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, mang thương hiệu Coronia cũng được dập vào đây, với cũng tắc cũng tạ hoa văn và lắp hoa văn như bên này vậy thôi, là nạo tạ hoa văn và lắp hoa văn. Đấy, còn giấy tờ nguyên, giấy tờ con này thì giấy tờ kèm theo cái giấy tờ sử dụng còn nguyên, và tem còn nguyên, và tất cả một cái có ok. Thì cũng như bên kia 12 côn chơi ba bản nhạc, bản quýt, bản xà mic, bản quét, dưới cùng là tắt chung hoàn toàn. Bên này cũng thế, bên trên là mở chung hoàn toàn bên điểm giả, bên dưới là tắt chung hoàn toàn bên điểm trượt bên điểm giả. Thì bây giờ em sẽ mở cái lắp hông này ra, mời các bác thử âm luôn. Đấy, máy bộ máy thì hai bộ máy này y chang nhau, bộ máy Azica ba lòng tiền, mời các bác thử âm luôn. Đấy, bây giờ hiện tại em đang để bản xà mic, em cho đánh 30 phút bản xà mic. Rất là ngân và cực kỳ hay ạ. Em xin gặp lại bản bản Wish 45 phút. Em xin nhắc lại, bản Wish và sản mic thì giai điệu là như nhau, nhưng các bạn để ý nốt nhạc sẽ khác nhau nhé. Và em xin gạt về bản Crepinton gút nút này cuối cùng trên bản Crepinton, hát chung nút cuối cùng nữa sẽ là tắt chuông hoàn toàn bên nhạc luôn. Em cho đánh một tiếng. Rất là hay và cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Em sẽ xoay lại cái nắp hông bên này để nhìn rõ hơn. Em tháo nắp hông này ra. Đấy, có nắp nùa này, nùa chúng ta nùa này, nắp vào bài nùa này, hất lên, hất kéo ra, hất xuống là mặt nắp vào. Chúng ta tháo ra, hất lên, đấy, hất vào bên trong cái này, kéo xuống, đấy, chúng ta nùa ra. Đấy, dùng cái nắp nùa bên tay rất là thông minh như vậy. Mới nhìn này, bộ máy Azica, bộ máy ba lòng tiền, nhìn rất là bền. Máy nhìn chữ Azica không ạ? Đấy, từ sản xuất tại Đức này. Rất là bền luôn và cho âm thanh rất là hay. Như bác vừa nghe, những cái bộ máy thì này thì độ bền của nó rất là cao. Đấy, thưa các bác, thì em cũng xin giới thiệu các bác như vậy. Hiện tại em còn vững về hai chiếc đồng hồ đều mang tên hiệu Coronia. Phải để sưu tầm được hai chiếc này cũng rất là khó luôn. Đấy, được, mặc dù được ra đời sản xuất vào những năm 1960-1970, nhưng mà thấy tình trạng còn rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Như các bác đang theo dõi video đây,
và âm thanh của nó rất là hay. Âm thanh nó hay hay hơn cả những chiếc, hay hơn rất là nhiều so với những chiếc đồng hồ khác của Mỹ. Đấy, Corona âm hay hơn cả Starline luôn, rất là hay và cực kỳ tuyệt vời. Đấy, và đều hai chiếc đồng hồ này đều là mặt số nổi chrome vàng. Đấy, đều có lịch thiên văn thì có kim dây, có tạ hoa văn và lắc hoa văn rất là đẹp. Đấy, thì cái em xin nhắc lại cái chiếc đầu tiên em để là cái mã là 2039, chiều cao là 2m15, chiều ngang chỗ rộng nhất là 66cm, xin giao lưu là 39 triệu. Và chiếc thứ hai là em để cái mã là 2038, nó có chiều cao là 2m20, chiều ngang là 67cm vân nu. Em xin giao lưu với các bác chiếc đồng hồ này là 46 triệu. Bác nào yêu thích một trong hai chiếc đồng hồ này xin gọi cho em. Đồng hồ của Quang Vững, em xin nhắc lại chiếc đầu tiên 2039, xin giao lưu là 39 triệu, và chiếc thứ hai là 46 triệu. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ của Quang Vững.